Trong kinh Tương Ưng bài đầu tiên Bộc Lưu, chữ này có nghĩa gì? Vị sư, và Bộc Lưu ở đây gồm có những gì? Thưa quý vị đó. Này. Bộc Lưu á, sư chép một cái đoạn chú giải để cho quý vị biết ha. Và do các cái chú giải đó, các ngài cũng không có để là ai là người nắm giữ cái bản quyền của chú giải. Ô kha Matariti etta chattaro okha kamokho phapvokho dittokho avicchokho ti. Thì như vậy đó, có nghĩa là gì? Cái Bộc Lưu á thì nó có nghĩa là cái dòng lũ ha, cái dòng lũ nó nghĩa là cái dòng lũ. Nó là dòng lũ mà nó có cái khả năng là cuốn sạch chúng sanh. Nó là dòng lũ Bộc Lưu. Nó có thể là cái Bộc Lưu. Lưu ha, có nghĩa là cái dòng lũ. Cái nghĩa nghĩa đen á, nghĩa đen á. Và chúng ta nên hiểu là nó là cái mà có khả năng cuốn chúng sanh. Uống chúng sanh vào cái dòng sanh tử luân hồi, không có thoát ra được đấy. Và ở đây là chúng ta có bốn cái Bộc Lưu, bốn cái Bộc Lưu. Thứ nhất á là kamokho, có nghĩa là dục Bộc Lưu. Cái thứ hai á là phá vô khô, có nghĩa là hữu Bộc Lưu. Cái thứ ba đó là đích thô khô, có nghĩa là kiến Bộc Lưu. Và cái thứ tư á là avicchokho, có nghĩa là vô minh Bộc Lưu. Thì ghi phải ghi ghi cái chú giải ra quý vị mới mới nói được, chứ không thôi là lại nói là sư lại copy ở đâu đó nữa. Dục Bộc Lưu là gì? Có nghĩa là những cái ham muốn ở trên, mà nó thuộc về các cái dục á, các cái cõi dục á, thuộc về tham ái ha, tham ái mà chính bởi vì nó là nó cuốn chúng ta trong cái dòng sanh tử thì chúng ta gọi là dục Bộc Lưu. Còn cái hữu Bộc Lưu á là cái sự ham muốn tái sanh ở đời sau kiếp khác. Ngay cả cái chuyện anh tu các cái tầng thiền chứng thì anh vẫn còn dính mắc vào trong các tầng thiền chứng đó, và anh cũng không thể nào anh vượt ra khỏi nó, anh thoát ra khỏi các cái để mà anh đi đến cái sự tu hành. Bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát đó, để mà anh thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, đó là hữu Bộc Lưu. Còn kiến Bộc Lưu á thì nó là những cái thứ tà kiến mà nó khiến cho anh cứ bị cuốn trôi, nó cứ bị kẹt ở mãi trong dòng sanh tử luân hồi. Mà ở đây đó nói hẹp á, nói hẹp á, nó chính là thân kiến. Nói hẹp là thân kiến, còn nói rộng á là 62 thứ tà kiến. Còn áo quýt khô vô minh Bộc Lưu có nghĩa là sự không biết ha, mà ở trong kinh tạng là dùng cái từ là sự ngu dốt, không biết bốn đế, không biết bốn sự thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là cái sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Khổ cần phải được nhận thức, nguyên nhân khổ cần phải được đoạn trừ, sự chấm dứt khổ cần phải được đạt 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 đến, và cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ cần phải được thực hành để mà đi đến cái bước thứ ba,
đó là khổ đã được nhận diện, nguyên nhân khổ đã được đoạn trừ, sự chấm dứt khổ đã được đạt đến, và cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đã được hành trì. Và các anh vô minh thì anh không biết mấy cái thứ này đấy, và chính cái chuyện vô minh mình không biết mấy thứ đó cho nên nó cuốn trôi chúng ta trong dục sanh tử.